Hình ảnh linh vật gà vàng, biểu tượng của năm Đinh Dậu đang hiện hữu trên khắp mọi nẻo đường, các tòa cao ốc, các trung tâm thương mại, điểm vui chơi tham quan của thành phố Hồ Chí Minh, tạo sự thích thú đối với người dân cũng như du khách trong và ngoài nước. Từ nhiều tuần qua, người dân thành phố Hồ Chí Minh đã thấy hình ảnh những chú gà, biểu tượng của năm 2017 xuất hiện tại một số các trung tâm thương mại lớn như Vincom, Diamond Plaza, Cơm Hồ. Càng gần Tết, càng thêm nhiều chú gà, gia đình gà lũ lượt xuống phố, để không khí mùa xuân lan tỏa khắp phố phường. Người dân thành phố rất thích thú với những mô hình tiểu cảnh trang trí hình gà này và không bỏ qua dịp để lưu lại những hình ảnh đẹp làm kỷ niệm. Do Tết sắp tới là năm Đinh Dậu thì gà là linh vật của năm, cho nên không chỉ em mà mọi người đều chọn cái linh vật của năm đó để chụp hình để làm kỷ niệm. Linh vật gà của thành phố mà năm nay trang trí rất là đẹp, nhìn rất là sống động và chân thật. So với các năm thì năm nay mình làm nhiều màu sắc hơn, chụp hình lên rất là đẹp, thấy rực rỡ hơn rất là nhiều. Mình thấy là thành phố mình nó trang trí rất là đẹp. Con gà là cái biểu tượng của người nông dân. Người nông dân mình đó là với con gà trống đã mang đến những cái thực phẩm cho mọi người. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi vài ngày nữa sẽ là đường hoa xuân lung linh, hay công viên Tao Đàn với hội hoa xuân rực rỡ, đang đón những gia đình gà đầy màu sắc bắt mắt để làm đẹp cho đường hoa, hội hoa, phục vụ người dân lẫn du khách đến tham quan trong những ngày xuân. Những gia đình gà, nào là gà trống cao lớn, rắn rỏi, nào là gà mái mập mạp, sung sức, và một đàn gà con tươi vui, ngộ nghĩnh, tượng trưng cho một mùa xuân mới sung túc, đủ đầy, ấm no. Năm nay là năm Đinh Dậu, thế là em sẽ biết là ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ trang trí được rất nhiều hoa tươi và trang trí những linh vật giống như mấy năm trước. Thì năm nay em cũng đi chụp ảnh để kỷ niệm một năm cũ và đón một năm mới sáng. Hay con gà thì nó mang đậm chất của người Việt Nam mình, nó giúp cho mình tưởng tượng đến ngôi nhà và nhìn con gà thì mình sẽ muốn về nhà hơn. Những ngày này, thành phố Hồ Chí Minh thật đẹp với đường phố, nhà cửa được trang hoàng đón Tết. Từng đàn gà đang theo mùa xuân xuống khắp phố phường để đem lại niềm vui năm mới đến với mọi người, mọi nhà, để từng người dân thành phố hay du khách nước ngoài và cả những người con xa quê chọn ở lại thành phố đón Tết cũng cảm thấy ấm áp, vui tươi trong những ngày xuân mới này. Nếu như 1 hecta cho thu hoạch khoảng 8 tấn cà phê nhân khi được mùa, thì vụ này năng suất giảm gần một nửa. Tuy nhiên, với mức giá cao như hiện nay cũng giúp cho nông dân bù lỗ để đầu tư sản xuất cho vụ cà phê tới.